cùng là em đưa cho nó bao nhiêu? 38 triệu. Cái gì? Cảnh tượng này là hậu quả của việc tôi đã quá tự cao mà không lắng nghe lời căn dặn của ba mẹ. Mày tưởng mày như vậy là giỏi lắm rồi hả? Con không có giỏi, nhưng mà con không có muốn đi du học. Ủa, sao ba mẹ bắt con nhất định phải đi du học làm sao? Học để trong tương lai của mày tốt hay xấu, mà tại sao cứ ở Việt Nam rồi vậy? Này ông bớt nóng. Còn con nữa, đi du học tốt cho con, tốt cho ai? Con có dự định riêng của con rồi. Bây giờ con khởi nghiệp, rồi mấy năm nữa con lên cái shop. Khởi nghiệp, nói chuyện nghe dễ quá. Mày nói chuyện như mày á, mày chắc ai cũng thành công hết rồi. Con có sự tính toán riêng của con, mà mày khỏi lo đi. Con có biết mở một cái shop tốn kém nào không? Mà con tính như nào rồi? Con mẹ lo được. Đúng là ngựa non chưa trải sự đời. Thành, đây là chỗ xưởng người quen của ba con. Sáng nay ông ấy đã phải đến nhờ người ta sớm để nhờ vả cho con đó. Con cầm mới đi. Nè, mày đem mày trả lại cho ổng đi. Con của mẹ đủ giỏi, không cần sự giúp đỡ của ông ta. Con có nhất thiết phải ra ở riêng không? Khi nào thành công con sẽ về. Với lại con sẽ thường xuyên gọi điện cho mẹ. Hàng tới rồi, hàng tới rồi. Cái kỳ này nhiều đó, khởi nghiệp thành công rồi. Ủa, vãi kỳ vậy? Hả? Trời ơi, in như vậy rồi sao bán cho khách được? Chỉ thừa quá trời. Alo. Bên đó nói sao chị? Họ nói á, là quảng cáo họ có ghi rõ ràng là chỉ từ 75 ngàn. Và mình đặt là 75 ngàn một cái áo thì chỉ có thể nhận được như vậy thôi. Còn cái mẫu boss lên đó là 175 ngàn một cái áo lận á. Rồi 300 cái này sao? Đáng lý ra là mình phải tới tận xưởng coi từng loại giấy khác nhau mới đúng. Vậy là tiền hùng vốn của tôi. Sao như gì gọn Linh không được vậy? Linh có ghé đây không? À, có. Hồi sáng nó ghé đây rồi em đưa nó tiền đi qua xưởng mới á. Em với Linh mới tìm được cái xưởng tốt lắm. Chắc là nó chạy xe nó không nghe máy á. Tại chị gọi thuê bao. Sao thuê bao được? Có sức kỳ vậy ta? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Có khi nào nó bị tai nạn không? Tai nạn cái gì? Nó chặn chị rồi. Chặn hả? Con này đúng là không tin tưởng được mà. Trời ơi, nó lại biết mình hôm qua bị hàng lỗi như vậy rồi, nó lại còn đối xử với mình như vậy nữa. Và còn em nữa, em đưa danh tiền cho nó sẽ không hỏi ý kiến chị. Cái thằng này ẩu ghê luôn á. Mà rốt cuộc là em đưa cho nó bao nhiêu? 38 triệu. Cái gì?